Chào mừng quý vị đến với bản tin gốc bóng đá 24 giờ của chúng tôi, nơi mà luôn cập nhật thông tin bóng đá trong nước cũng như quốc tế đến với người hâm mộ Việt Nam. Chúc quý vị có những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Ngay sau đây là thông tin thể thao cập nhật mới nhất trong ngày hôm nay. Tin bóng đá ngày 3 tháng 9 Nhận định bóng đá Hoàng Anh Gia Lai với Sài Gòn FC 17 gió ở ngày 3 tháng 9 Sài Gòn FC đang rất phấn khích khi vừa có trận thắng thứ hai trước Hà Tĩnh. Họ mang tâm thế ấy lên Pleiku gặp chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai. Cuộc đối đầu này thật sự rất khó lường, giới chuyên môn đã gọi đùa rằng thầy trò huấn luyện viên Phùng Thanh Phương đang lên núi bắt cọp. Chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai đang có chuỗi trận không tốt. Họ vừa thua liên tiếp hai trận trước Hà Nội và Hải Phòng, chính điều này đã kéo đội bóng phố núi rơi xuống vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng với 19 điểm. Vậy nên muốn tiếp tục đeo bám ở nhóm đầu để có thể đua tranh ngôi vô địch, đầu tiên Hoàng Anh Gia Lai phải thắng trong cuộc đấu tiếp. Đội bóng cuối bảng là Sài Gòn FC. Vì vậy, sau một vòng được giữ sức không thi đấu, thầy trò huấn luyện viên Kiatisak đang có sự chuẩn bị rất kỹ cho cuộc đối đầu vào cuối tuần này. Ngoài việc gặp đội bóng đang đứng chốt bảng, việc thi đấu trên sân nhà Pleiku càng là mục tiêu để Hoàng Anh Gia Lai phải giành trọn 3 điểm và thực tế họ hoàn toàn có thể làm được điều ấy. Với lực lượng với nhiều tuyển thủ, nên chắc chắn được đánh giá cao hơn đội khách Sài Gòn FC. Bên cạnh đó, tâm thế thoải mái của thầy trò huấn luyện viên Kia Tisak càng là điểm cộng cho họ trong cuộc đối đầu này. Ngược lại, Sài Gòn FC vừa có trận thắng thứ hai của V-League 2022 trước Hà Tĩnh cách đây vài ngày. Trận thắng này đã giúp thầy trò huấn luyện viên Phùng Thanh Phương được 1,5 tỷ đồng tiền thưởng và điều ấy đã giúp Sài Gòn FC rất hưng phấn. Trước khi lên phố núi đối đầu với đội chủ nhà, chưa kể trước trận đấu này, Sài Gòn FC đã chính thức đổi chủ đầu tư càng khiến cho đội bóng này có nhiều động lực để ra mục tiêu phải giành 3 điểm, hồng trụ lại vi lịch trước khi có được những đổi mới từ mùa giải năm sau. Dẫu thế, mục tiêu của Sài Gòn chẳng dễ thực hiện. Bởi chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai chẳng phải là cái tên mà ai cũng có thể dẫn mặt. Đặc biệt là với một đội bóng đang nằm ở chốc bảng xếp hạng như Sài Gòn FC. Cần nói thêm, trận lượt đi tiếp Hoàng Anh Gia Lai trên sân nhà. Thay trò huấn luyện viên Phùng Thanh Phương đã để thua xích sau với tỷ số 0-1. Nhưng thực tế đấy là trận đấu được xem là hay nhất của câu lạc bộ Sài Gòn ở giai đoạn lượt đi. Vì vậy ở trận đấu này, biết đâu sẽ có bất ngờ. Tuy nhiên, để có thể giành được 3 điểm, đầu tiên các học trò của huấn luyện viên Phùng Thanh Phương phải giải tỏa được áp lực vẫn còn đè nặng lên đôi chân của họ. Đặc biệt sự tự ti của đội chốt bản khi chỉ mới có hai trận thắng duy nhất cho đến thời điểm này thực sự vẫn là một gánh nặng đối với họ. Thế nên điều quan trọng là giám đốc kỹ thuật Lê Huỳnh Đức, nhà cầm quân Phùng Thanh Phương phải giải tỏa được cho các học trò điều này. Thêm một điểm tự tin nữa cho đội khách chính là trong 13 lần gặp nhau. Hoàng Anh Gia Lai chỉ mới thắng đúng 4 lần, hòa 2 và thua đến 7. Từ đồng bằng, Sài Gòn FC sẽ phải lên núi bắt cọp, nhưng họ có săn được hay không lại là vấn đề khác. Khi cả chủ lẫn khách đều quyết có 3 điểm ở trận đấu này, không theo đuổi những mục tiêu riêng, khi ấy trận đấu trên sân Pleiku sẽ rất hấp dẫn và đáng xem. Đội hình dự kiến. Hoàng Anh Gia Lai với Sài Gòn FC. Hoàng Anh Gia Lai, Túng Linh, Văn Sơn, Mauricio, Hữu Tuấn, Anh Xe Hy, Văn Thanh, Minh Vương, Tuấn Anh, Xuân Trường, Ren Đảo, Văn Toàn, Sài Gòn, Văn Phong, Nani Telamio, Mạnh Cường, Văn Đạt, Quang Vinh, Tấn Tài, Văn Triền, Hữu Sơn, Đỗ Mơ Lâu, Ôn Sen, Ma Giờ Vi Dự Đoán, Hoàng Anh Gia Lai thắng Sài Gòn FC, 2-1. Bản tin góc bóng đá 24 giờ của chúng tôi đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi khi chúng tôi lên sóng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.